Chào quý cô chú và anh chị, hôm nay mình đang có mặt tại ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang. Thì hôm nay lễ khởi công xây dựng cây cầu tổ 7 quý vị. Đây là đường Phà Niên nè, phía trên chợ Minh Lương, dưới gạch sỏi, nằm đoạn giữa quý vị. Thì hôm nay khởi công có để các bạn nhiệt liệt chào mừng đại biểu về dự lễ khởi công cầu tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang. Ở đây thuộc về thị trấn Minh Lương đó quý vị, huyện Châu Thành. Cái đường này mình mới đi vô lần đầu tiên luôn quý vị. Cái đường này không biết đi xuống dưới đi ra sông Cái Lớn như nè. Hôm nay là lễ khởi công, chuẩn bị xây dựng cái cầu mới nữa quý vị. Cũng đang xây dựng hai cây cầu ở trên An Giang nữa. Ít bữa nữa chắc cũng khánh thành hai cây cầu ở Gò Quao. Gò Quao dòng Riền đó. Chỗ đó thì hai cái cầu đó giáp ranh vô Gò Quao với dòng Riền nữa quý vị. Hai cái đường này đi vô cây cầu quý vị. Ở trong này cũng nhà hết biết nhà luôn. Ủa cái mít gì mà cháy chút không quý vị? Cháy bằng đồ gối. Này đoạn này cái đường hơi rộng được chút. Gần tới cái cầu quý vị. Từ ngoài tấm bảng mình quay mấy nãy đầu tiên là vô đây, vô tới cây cầu khoảng 200m quý vị. Vô đây đường hơi hẹp. Này tới cây cầu quý vị. Này tới cây cầu quý vị. Này có để tấm bảng Phật giáo Hòa Hảo từ thiện xã hội rồi đi công cầu bê tông nông thôn quận Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, phối hợp với chính quyền địa phương và các tôn giáo bạn, cô bác, anh chị em gần xa thực hiện thi công. Đây là cái cầu hư hết quý vị, lan can gãy trơn luôn. Cây cầu này nữa bắt giống như cây cầu Thanh Trị lúc trước anh Khánh Thành nè quý vị. Nữa đà đó là đổ dòng cung qua luôn. Đường này, con mương này là kêu con kinh Tà Niên. Kênh Tà Niên trổ ra sông Cái Bé, sông Cái Lớn quý vị. Mấy cái trụ này mấy ông làm sắt tám. Bên đây thì lan can còn được mà bị ngang cầu quá nhỏ quá vậy. Đây là cánh cây cầu cũ nha quý vị. Mấy cái trụ đổ còn 2 tấc vuông. Nhỏ quá nhỏ. Không.
bị ngang cái cầu khoảng chừng 1m2 chứ. Thì bữa lễ khởi công được tổ chức tại ngôi chùa, cái việc mà chùa này không có cái bảng hiệu cho nên không biết chùa gì luôn. Đây là lễ khởi công xây dựng cầu kênh Cầu Bảy ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang do nhà nước, ban tuyên giáo, các huyện cụm 2 tôn giáo, nhà nhân dân cùng làm. Chiều dài 25m, rộng 3,5m, tải trọng 5 tấn. Có mấy chị này không lo gì đâu đâu. Có ăn mà chứ không đói đâu. Được tổ chức ở trong ngôi chùa quý vị. Chùa này không biết chùa gì luôn. Nhưng có Thượng Phật Thích Ca ngồi ngay góc Bồ Đề. Mưa hơi giọt á. Nó đóng rồng. Cái này mình thối nước á, xách nước rửa mới được. Mèo nhảy lên trên chỗ bàn Phật. Anh thấy gì? Đây mấy cô thợ nấu đang chuẩn bị cho Hello, đang bưng trong đội thi công ăn sáng. Úc Thủy cho ăn kiểu này. Đây Úc Thủy là thợ nấu chánh đó. Trưởng bếp nha. Trưởng bếp đó. Bếp trưởng. Ai có cần đổ cầu đổ gì là kêu trưởng bếp Úc Thủy này nấu nha. Thì nó bỏ uổng lắm đó. Nấu ăn rất ngon. Ai cũng đều khen hết. Đứng lên kìa, vợ của ông quay phim mà. Vợ của ông Năm mà. Năm ăn gian mà. Ăn bún khô. Dạ đỡ đi cho nấu mất công. Dạ dạ dạ. Biết có. Để tôi đem tô xuống cho nó gọn. Ý cái mộ này là của sư cô hồi trước đó, hả? Thích Nữ Thị Liên, thế danh Quỳnh Thị Thanh, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1947, từ trần lúc 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2023. Ý mới mất đây. Ý mới mất có mấy tháng này hả? Dạ 23 tháng 6 rồi. Tôi hồi 29 tháng 6 thì ngày 15 tháng 8 nè, tháng 6 mình 15 tháng 8 Tây. Mà tháng này là tháng 10 Tây. Mất 2 tháng mấy à? Gửi nè, thầy có phiên tử cho ông ta, ông tôi nước khách trai. Hưởng thọ 77 tuổi. Mất có 2 tháng mấy. Cái này cái phần của mình hả? Đó là em làm không đó. Thật, có tuyệt vời ha. Làm. Vậy là cây cầu này xây bề ngang có 3m5, tải trọng 5 tấn đó hả chú Sáu? Dài 25m hả? Dạ. Vậy là bằng cây cầu ở Thanh Trị rồi chú Sáu? Dạ dạ. Vì chừng nào mình bữa nay khởi công rồi, chừng nào mình mới chính thức làm chứ sao? Bữa nay giờ là chú Sáu chính thức làm luôn rồi đó rồi. Dạ chính thức làm luôn hả chú Sáu? Bởi vì cái cây cầu này cháu biết là cái phần cầu của 20
25 mét. Dạ. Chú Sáu tính đường đường dẫn là 32 mét. Dạ. Đi đường dẫn luôn hết, cũng qua bên đây tháp bên luôn, gần 6 mét. Dạ dạ. Bị cái này là tính tính cây cầu không không có đường dẫn. Tính hàng cầu. Dạ dạ. Tính đường dẫn bằng cây cầu. Sáu tính đó giờ là mình phải tính đường dẫn. Dạ. Đi đường dẫn cái măng cá Sáu rất lớn. Dạ. Đó, bởi vì con phải tính luôn cái đường dẫn. Rồi 32 mét như vậy là chú Sáu trẻ miệng mồi cá. Dạ. Cầu này thành thành chữ T đó. Dạ dạ dạ. Thì cũng báo cháu vậy. Cách làm của chú cháu mình, của chú Sáu thì nói chung mình chỉ là cái bản vẽ thiết kế thì do nhà nước thiết kế không à. Dạ. Còn trên tinh thần làm thì do sự kinh nghiệm của chú Sáu. Dạ. Cái trình độ nhận thức của mình, cái trí học nó giới hạn thôi, cũng tính cũng không có được như anh em người ta. Dạ. Chú Sáu chỉ tính bằng tính vợ thôi, tính theo chỉ tính của mình đi kinh nghiệm. Thì cái cầu này cũng báo cháu là cái thiết kế của nhà nước đó là 700 mấy chục triệu, tính luôn cái chi phí. Chi phí là bản vẽ rồi đó. Dạ. Thì là đối ứng tiếp với chú Sáu là 280 triệu. Yeah. Phần còn lại thì chú Sáu cùng Mạnh Thường Quân và ban đại diện với sư để hỗ trợ là tiếp với xã Vĩnh Hòa Hân, Vĩnh yeah. Vĩnh Hòa, yeah. huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Yeah. Thì cầu này chú Sáu bắt hình dòng móng. Dạ, yeah, móng giống giống cầu Thành Trị luôn. Giống cầu Thành Trị, mà yeah. trong cái thiết kế cầu này địa phương chỉ cho có là 3m5 thôi. Yeah. Chú Sáu cho 5 tấc nữa. Dạ, yeah, là 4m luôn. 4m. Đó là cái ý chú Sáu phải bắt cho nó lớn. Dạ, sau dạ. này xe cậu cứu thương là nó qua nó dễ không? Dạ dạ dạ. Nó không có ngại chợ cho cô bác. Dạ. Vấn đề cầu là nông thôn mới nó phát triển, thứ hai nó cầu mình là cầu cố định. Dạ. Sáu dạ. thêm 5 tấc bắt nữa. Dạ. Trọng tải 5 tấn. Dạ. Thì mình tính đây là chú Sáu tính theo là cái đường dẫn luôn. Dạ. Nói chung cầu nào chú Sáu cũng tính theo đường dẫn. Dạ. Còn cái thân cầu thì là mình là có quy cách của nhà, có bản vẽ thiết kế rồi. Yeah. Nó tính thọt đưa cái đường dẫn, về đường dẫn cho cầu là một ca lớn. Yeah. Cái xe cầu dễ đi. Vậy là tổng cộng cái cầu này là ba chiều dài 32 mét. 32 mét. Bề ngang 4 mét. Yeah. Tải trọng 5 tấn. 5 tấn. Mà trong này là chỉ quyền là nó chỉ có 3m5 thôi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Mà chú Sáu là 4 mét. Dạ. Yeah. Vậy là kinh phí là 750 triệu hả? 750 triệu là theo bản vẽ là nó 3m5 đó cơ. Dạ dạ. Chú Sáu tăng thêm cái lực đó thì chú Sáu cũng không có tính rồi đó. Bây giờ mình xã hội mình xin cô bác đóng góp vô. Yeah. Thêm cho điều không? Nhà nước đối ứng được 250. 280. Vì là còn cũng gần 500 triệu thôi. À, còn yeah. lại là chú Sáu cùng với cô bác anh em hỗ trợ tiếp với ban đại diện với sư. Dạ. Hỗ trợ tiếp đi đồng này. Vì là còn thiếu 470 triệu nữa. Thì trong thời gian chú Sáu mừng thì cô bác về hỷ lòng hảo tâm. Dạ. Có ai hiểu được cái chú Sáu á thì giúp đỡ được chú Sáu để hoàn thành cái trách nhiệm của một công dân đối với quê hương. Dạ. Với cộng đồng. Còn cái chú phần mà lên ví dụ mình xin cô bác này kia là chú Sáu hồi đó giờ không xin. Yeah. Vì mình làm cô bác thấy người ta cho. Yeah. Mình làm như thế nào cô bác ta nhìn thấy nó mới giúp con. Yeah. Từ cây sắt hay kết cấu bê tông thế nào, cách làm mình như thế nào. Yeah. Nó phù hợp với lòng dân, phù hợp với cái mạnh thường quân cô bác với chính quyền. Thì yeah. cô bác ta hỗ trợ cho chú Sáu. Mình làm đây người thật gì thật mà. À, chính yeah. quyền thì người ta đã hiểu chú Sáu. Yeah. Rồi người ta mới giao trách nhiệm cho chú Sáu làm không. Yeah. Thì những cây cầu khi chính quyền cho chú Sáu về, chính quyền đã chiết tính sẵn hết rồi. Dạ. À, cách đối ứng như thế nào cho nó phù hợp với chú Sáu, rồi chú Sáu cùng cô bác là tiến hành mình giúp đỡ cho quê hương. Dạ. Tỉnh nào cũng vậy, thì chú Sáu làm thì cầu thì do sự thống nhất của chính quyền, dạ. sự thống nhất của tôn giáo, dạ. sự thống nhất của mạnh thường quân. Dạ. Con cũng mong có nhiều nhà hảo tâm xem được cái video này đóng góp tiếp chú Sáu để có đủ kinh phí để làm sớm hoàn thành cái cầu cho bà con. Ý nguyện chú Sáu thì yeah. cũng báo cho cháu gì cái ngày nào mà chú Sáu còn sức khỏe đó yeah. thì cái chỗ đó nếu có cô bác nào cần cầu, chính quyền cần cầu thì cái đội thi công chú Sáu đến đây hỗ trợ tiếp. Yeah. Mình muốn cây cầu mình bắt cho cô bác con cháu nó đi một thời gian lâu nhất. Yeah. Đó, để là cái tiếng thơm cho tôn giáo, cho đời, cho cái xã hội để mà cô bác làm được những cái việc nghĩa. Yeah. Đơn vị thi công cũng hùng sức với cô bác Mạnh Thường Quân với chính quyền yeah. để hỗ trợ tiếp về đề kinh phí. Yeah. Chứ bây giờ những cây cầu mà nông thôn mà vùng sâu vùng xa, rồi nếu mà con chờ tới cái quy cách của nhà nước đối ứng thì từ các tội nghiệp thì kinh phí của đất nước mình với địa phương mình nó cũng còn hơi khổ không. Yeah. Nhờ sự đóng góp của nhân dân, yeah. nhà nước và nhân dân cùng làm nó mới yeah. có cái kết quả tốt. Yeah. Yeah. Quan trọng là cái đoàn kết. Yeah. Đoàn kết thì nó sẽ đi đến cái thuận lợi cho tất cả về mọi mặt. Dạ. Chú Sáu cũng xin thay mặt đơn vị thi công cũng cầu phúc cho cháu trên tuyến đường hành đạo gặp nhiều may mắn và dạ. các việc nghĩa mang phúc lợi cho đồng bào nhân loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô
Nam Mô Đại Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn chú Sáu. Dạ, cảm ơn Sáu. Dạ. Chào mừng sư mới đến. Dạ, con chào sư. Sư phụ cười. Sư phụ cười. Sư phụ cười. Tôi đại chính là tôi đại ông là sư phụ cười, gặp ông là cười. Ê, có một vị sư nhỏ nữa. Chào sư. Ê, chú Đạt. Dạ dạ. Không có gì anh rồi trách nhiệm mình công dân của Việt Nam mà mình phải làm như thế nào có điều kiện như thế hay là có cái lòng cái gì anh em mình giúp được cho quê hương gắn anh đây ngày nào anh em mình còn sức khỏe. Đây em cũng anh tính là trưởng ban đại diện tỉnh Kiên Giang là anh em coi như cũng gần nhà mà tác với nhau đi bên anh ở bên đây cầu bên kia cầu 32 đây là anh Đạt. Dạ. Trước anh là gì quên anh? Tôi tham tán sứ quán Việt Nam, sứ quán đội, sứ quán Việt Nam ở Campuchia. Dạ. Bây giờ là chủ tịch hội phụ nữ Việt Nam Campuchia. Dạ. Ủa, sao kỳ rồi tôi đi Trường Sa, anh tôi đi chung với ông anh hai. Dạ, sao lại không? Dạ chào chú. Dạ. Đi cái mặt cái áo đi bộ đó, mưa quá thì mặt trần lên thêm cho nó. Lúc đó tôi học bác số 9 đó. Đây là tôi có đi Trường Sa nhưng mà tôi đi không biết năm nào. Đó cái số điện thoại. Quá đủ rồi chứ. Đúng rồi, đúng. Con vô. Tổ 7, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hiệp, ban tổ chức xin kính mời các đồng chí lãnh đạo như quý vị đại biểu ta ổn định để tiến hành khai mạc lễ khởi công. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hiệp cách trung tâm huyện Châu Thành 5 km, có tổng diện tích tự nhiên là 1.609 ha, dân số là 17.854 người. Địa giới hành chính xã được chia thành 5 ấp, trong đó ấp Vĩnh Thành A là ấp có đông dân số, có đông dân sinh sống nhất. Từ khi triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Vĩnh Huệ đến nay đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với triển khai các hoạt động Tết Công dân năm 2024. Từ đó, diện mạo đại diện quê hương ngày một khang trang, đổi mới. Tuy nhiên, xã Vĩnh Huệ phát triển kinh tế, khai thác thủy sản và sản xuất công nghiệp là chủ yếu, nên thu nhập còn thấp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, địa phương đã được huyện quan tâm đầu tư khá lớn về hạ tầng cơ sở, nhiều công trình như đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa, điện chiếu sáng, nước sạch, vân vân. Những một số chỉ tiêu chưa đạt đồng bộ đáp ứng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Vì vậy, việc quan tâm tiếp tục đầu tư những công trình phục vụ đời sống nhân dân là hết sức cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức được điều đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã thống nhất chủ trương và quyết định đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của địa phương. Được sự quan tâm của huyện ủy, Ủy ban nhân huyện, sự ủng hộ của ban tuyên giáo các huyện quận 2, các tổ chức tôn giáo đã giúp đỡ đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Huệ nhằm tạo điều kiện để người dân địa phương thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương buôn bán và đảm bảo thuận tiện cho các em học sinh đến trường. Mới nâng cao và chương trình hoạt động Tết Công dân năm 2024, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, về dự buổi lễ hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu về phía cấp tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu ông Lâm Văn Sản, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng đại diện các phòng chuyên môn của tỉnh ủy, về phía cấp huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
ông Nguyễn Hồng Đại, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, chỉ đạo toàn diện xã Vĩnh Việt. Bà Danh Mỹ Hạnh, huyện ủy viên và phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. Ông Trung tá Quỳnh Văn Thẳng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy sự huyện. Về phía đại diện các ban tuyên giáo quận 2, xin giới thiệu bà Quỳnh Ái Lan, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tân Hiệp. Về phía cấp xã, xin trân trọng giới thiệu ông Lưu Hồng Cưng, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã. Ông Võ Tấn Sĩ, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Bà Nguyễn Ngọc Diễm, phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Cùng tham dự là có các đại diện các đồng chí là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của xã. Về đại diện nhà đầu tư, tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Lê Thành Tính, trưởng ban đại diện giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang. Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Lán Cát, thành phố Rạch Giá. Về phía đại diện đơn vị thi công là xin trân trọng giới thiệu là ông Phạm Văn Sáu, đội trưởng đội thi công phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Hôm nay chúng ta rất vui mừng được đón tiếp là đài truyền thanh huyện đến dự và đưa tin, và cùng trên là 40 hộ dân trên địa bàn ấp Vĩnh Thành A. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu về tham dự buổi lễ. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, chương trình buổi lễ khởi công hôm nay gồm có các nội dung như sau: một là đón khách mời, hai là bắt đầu khai mạc lễ khởi công, giới thiệu đại biểu; ba, đại diện chính quyền địa phương phát biểu; 4. Đại diện các nhà tài trợ phát biểu; 5. Đại diện hộ dân phát biểu; 6. Là mời các đồng chí lãnh đạo di chuyển ra điểm cầu để làm lễ khởi công; 7. Là nghi thức là cúng đồng hộ; 8. Là kết thúc buổi lễ. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Lưu Hồng Cưng, bí thư đảng ủy xã, chủ tịch ủy ban nhân xã lên phát biểu khai mạc. Xin mời chị. Kiểm tra huyện chỉ đạo toàn diện đảng bộ xã. Kính thưa đồng chí Quỳnh Văn Thẳng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện. Kính thưa đại diện ban tuyên giáo cụm 2, bà Quỳnh Ái Lan, ủy viên thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tân Hiệp. Kính thưa ông Lê Thành Tính, trưởng ban đại diện giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang. Kính thưa đại đức Lâm Thi Yến, chủ trì chùa Lá Cát, thành phố Rạch Giá. Kính thưa ông Nguyễn Văn Sáu, đại diện đơn vị thi công cầu. Kính thưa toàn thể quý vị, các đồng chí và nhân dân có mặt trong buổi lễ khởi công hôm nay. Thời gian qua thì xã Vĩnh Hòa Hiệp đã tích cực thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Trong năm 2023, xã được huyện ủy, ủy ban nhân huyện chọn phấn đấu xã nông thôn mới nâng cao và tổ chức hoạt động các hoạt động Tết quân dân năm 2024. Từ đó đảng bộ chính quyền phải xác định phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã phải được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Xã xác định chặng đường phía trước vẫn còn khó khăn, để trong năm đạt được xã nông thôn mới nâng cao, chúng ta cần phải quyết tâm và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân, cùng nhau đoàn kết một lòng góp công góp của để xây dựng hoàn thành 19 cái tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Trong những năm qua, đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp đã vận động kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ đồng hành cùng với các quỹ chính quyền địa phương chia sẻ những khó khăn với bà con nhân dân trong xã. Qua đó có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, các nhà đại đoàn kết và nhiều cái chương trình an sinh xã hội khác trên địa bàn xã. Nhân dịp hôm nay, đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp rất vui mừng được ủy ban nhân huyện, ban tuyên giáo các huyện cụm 2, các tổ chức tôn giáo và nhân dân tài trợ kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp với tổng kinh phí là 700 triệu đồng. Xây dựng cầu giao thông nông thôn trong thời gian tới, rất mong các tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân và dân nhân tiếp tục quan tâm đồng hành cùng đảng bộ chính quyền nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp trong chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Trước khi dứt lời, thay mặt đảng bộ chính quyền nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp xin kính chúc quý vị đại biểu, bà con nhân dân nhiều sức khỏe, hạnh phúc,
thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Theo chương trình, xin kính mời ông Duy Ngọc Phước là đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang lên phát biểu. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Lâm Văn Sảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Kính thưa ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành. Kính thưa ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành. Kính thưa bà Quỳnh Ái Lan, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Tân Hiệp. Kính thưa Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương các cấp. Kính thưa ông Lê Thành Tín, Trị sự viên Trung ương, Trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang. Kính thưa Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Láng Cát, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa Phạm Nhân Sáu, đội trưởng đội thi công cầu Thừa Thiện, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Kính thưa quý quan khách, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý đồng đạo thân kính. Nhân dịp buổi lễ khởi công cầu kênh tổ 7, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tôi xin thay mặt ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang có đôi lời phát biểu. Trước hết tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào mừng đồng kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, việc từ thiện xã hội là một truyền thống tốt đẹp của cha ông chúng ta để lại, cũng là lối sống chan hòa trong tình thương đồng bào ruột thịt, là vị ngọt cuộc sống đầy ý nghĩa mà chúng ta phải luôn gìn giữ lên cao cả vật chất lẫn tinh thần. Kết cấu kinh tế xã hội dần hoàn thiện đồng bộ, xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước khẳng định là của dân, do dân, phục vụ lợi ích vì dân, là chương trình vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động cụ thể chính người dân trong xã hội bàn bạc thông qua cơ chế dân chủ được chính quyền quyết định tổ chức thực hiện. Mục tiêu ấy đồng thuận với giáo lý tứ ân mà Đức Quỳnh giáo chủ chỉ dạy cho tín đồ, ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đề ra chương trình hoạt động và hướng dẫn tác động các cấp cơ sở để mạnh tạo sự từ thiện xã hội gắn kết vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển tại địa phương và nhất là tham gia xây dựng giao thông nông thôn mới. Kể từ khi tiêu chí nông thôn mới được triển khai, cả hệ thống giáo hội đã có sự phối hợp tham gia cùng với chính quyền địa phương nhiều nơi để thực hiện xây dựng nhiều cái cầu bê tông nông thôn mới. Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang được sự nhất trí đồng tình từ chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ mọi mặt cho phép xây dựng cầu bê tông nông thôn. Hôm nay tại cầu kinh tổ 7, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương các cấp phối hợp cùng Đại đức Long Phi Yến, trụ trì chùa Láng Cát, thành phố Rạch Giá, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang, quý vị mạnh thường quân và đội thi công cầu từ thiện phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, chính thức tổ chức lễ động thổ khởi công cầu kinh tổ 7, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Cầu có chiều dài 32m, rộng 4m, trọng tải 5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 700 triệu đồng. Trong đó đơn vị tài trợ 420 triệu đồng, ngân sách nhà nước đối ứng 280 triệu đồng. Với tinh thần đồng kết chung lo vì lợi ích chung cho xã hội, đây là một động lực, một niềm tin vững chắc và nhận thức sâu sắc về mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải nhiệt tình ra sức phấn đấu, nỗ lực đóng góp tài lực để xây dựng cho quê hương và nước nhà ngày càng được trở nên cường thịnh. Kính thưa quý vị, với ý thức cao cả và niềm tin tưởng sâu sắc đó, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tu học theo giáo lý học Phật tu nhân, vì đạo pháp, vì dân tộc. Theo lời Đức Quỳnh giáo chủ chỉ dạy, làm hết các việc từ thiện và hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, cho đất nước quê hương, thì đây là một bổn phận của tín đồ, bằng tất cả tấm lòng việc từ thiện xã hội để đền ơn một phần nào trong tình đồng bào dân tộc, vì đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống rôi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ hầu đáp đền cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Đây cũng là lối sống tốt đời đẹp đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang, chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi, rất mong được sự quan tâm sâu sắc đối với các cấp chính quyền địa phương nhiều hơn nữa và được sự quan tâm nhất trí các vị hảo tâm, các nhà mạnh thường quân, quý vị tín đồ trong tinh thần đạo đức việc từ thiện xã hội để đem lại phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Cuối lời, xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành công tốt đẹp trong cuộc sống.
trân trọng kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời Đại Đức Long Phi Yến, chủ trì chùa Lãng Cát lên phát biểu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ông Lâm Nguyễn Sở, Phó trưởng ban tôn giáo Tỉnh ủy. Kính thưa ông Nguyễn Văn Mao, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Huyện Châu Thành. Kính thưa ông Nguyễn Văn Mao, Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch Huyện Châu Thành, cùng các cấp lãnh đạo đảng chính quyền. Kính thưa ông Lê Thành Tính, trưởng ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang. Kính thưa chú Phạm Văn Sáu, đại trưởng đoàn thi công cầu thực hiện cho nông thôn phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Cùng toàn thể quý vị đại biểu với bà con kính mến đến tham dự buổi lễ khai công ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi lại gửi lời chúc khỏe và lời chúc buổi lễ cầu thành công tốt đẹp. Hôm nay tôi rất danh dự và hạnh phúc khi được cùng với các cấp lãnh đạo đảng chính quyền đã cho phép chúng tôi trở về với xã Vĩnh Hòa Hiệp để cùng các cấp lãnh đạo đảng chính quyền để khởi công cây cầu từ thiện tại ấp Tân Cổ 7, xã Vĩnh Thành A, huyện Châu Thành của chúng ta hôm nay. Thì hôm nay trong bầu không khí rất là ấm áp của một ngày rất là tốt trời và đẹp. Hôm nay tức là trong một ngày khởi công rất là đẹp, các ấn tượng vì chúng ta được thời điểm khởi công là 9 giờ ngày 9 tháng 9. Đẹp đi ha, đẹp, cái gì cũng chín. Cái ngày này tốt, tức là chúng ta chọn cái mốc thời gian rất đẹp. Cái ngày đẹp là chắc chắn cái cầu cũng sẽ đẹp. Và bên cạnh đó tôi cũng rất là vui, rất là hoan hỷ khi được các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho phép chúng tôi đóng góp một phần công sức nhỏ của mình vào cái công tác an sinh xã hội để có một phần nào đó chăm lo cho biết bà con ở nơi đây có được những cái cầu nông thôn thật là tiện lợi để thuận lợi cho việc giao thông nó dễ dàng hơn. Thì cũng một lần nữa cũng xin đại diện cho các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo đảng chính quyền đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho phép chúng tôi cũng như là anh em vào thi công về với quê hương xã Vĩnh Hòa Hiệp để khởi công xây dựng cầu từ thiện hôm nay. Thì trước khi dứt lời thì kính chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay gặp được cả một phật một đức phật sống lâu sức đẹp an vui sức mạnh trí tuệ mọi sức mạnh thành công và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại đức Lâm Phi Yến, chủ trì chùa Lãng Cát. Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Trần Tiền Anh Vũ là đại diện cho hộ dân trên địa bàn Bắc lên phát biểu. Kính thưa quý cấp lãnh đạo, kính thưa toàn thể đại biểu và tham dự buổi lễ khai công hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý vị khách mời về dự buổi lễ hôm nay luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc quý bà con cũng như tất cả mọi người có mặt hôm nay dồi dào sức khỏe và thành đạt. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi tên Trần Tiền Anh Vũ. Hôm nay tôi rất vinh dự và vui mừng được đến đây tham dự buổi lễ khởi công cầu giao thông nông thôn tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, và càng xúc động khi tôi được đại diện cho toàn thể người dân của ấp Vĩnh Thành A phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ khởi công hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, tổ 7 của ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp đa số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp các ngành, bộ mặt nông thôn của ấp đã được thay đổi một cách toàn diện và từng bước phát triển. Tuy nhiên, do địa bàn của ấp có nhiều kênh rạch
nên vẫn còn khó khăn nhất định về hạ tầng giao thông, nhất là cầu nông thôn đã xuống cấp, không đáp ứng được việc đi đến trường của các con em của chúng ta, cũng như của nhân dân đi lại trong mùa mưa bão. Hôm nay được sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Hòa Hiệp và đặc biệt là các nhà tài trợ xây dựng cây cầu nông thôn tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp. Chúng tôi thành thật biết ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của quý cấp lãnh đạo và các mạnh thường quân, các nhà tài trợ hỗ trợ tiếp sức cùng nhân dân xây dựng cầu giao thông nông thôn để thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển nông sản hàng hóa và con em đến trường một cách thuận tiện dễ dàng hơn trong thời gian tới. Kính thưa quý vị lãnh đạo, quý đại biểu, trong buổi lễ hôm nay, lễ khởi công này, tôi xin đại diện cho toàn bộ những hộ dân trong ấp, tôi xin hứa với các cấp lãnh đạo, đảng bộ, chính quyền sẽ tích cực tham gia động viên các hộ dân trong xóm của mình, cũng như là bà con trong ấp ra sức sẵn sàng ủng hộ về vật chất, ngày công lao động, sức người, sức của để cùng với chính quyền địa phương trong việc xây dựng cầu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Cuối lời, cho tôi xin một lần nữa được chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý bà con dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc buổi lễ khởi công thành công tốt đẹp. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn ông Trần Tiền Anh Vũ, đại diện cho các hộ dân trên địa bàn của ấp Vĩnh Thành A có đôi lời phát biểu. Tiếp theo chương trình thì xin kính mời ông Phạm Văn Sáu, đại diện cho đội thi công, có đôi lời phát biểu hứa hẹn. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa các cấp chính quyền, mấy anh mấy chị đại diện cho Ủy ban Nhân dân xã Châu, huyện Châu Thành, và kính thưa mấy anh mấy chị đại diện cho Ủy ban Nhân xã Vĩnh Hòa Hiệp, và kính thưa ông anh, xin lỗi không biết tên gì, đại diện cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, và kính thưa anh Lê Thành Tính, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang, và kính thưa Đại Đức Long Thiến, chủ trì chùa Láng Cát, thành phố Gạch Giá, và kính thưa các tôn giáo bạn, và kính thưa quý ông bà cô bác mạnh thường quân và chư huynh đệ kính mến. Thì nhân dịp hôm nay, đội thi công cầu bê tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên cũng đầy đủ duyên lành, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp để trở về để nhận trách nhiệm, nhận cái nguồn tiền của nhà nước, nhân dân và tôn giáo đóng góp để xây dựng cây cầu tại vị trí xã Vĩnh Hòa Hiệp. Đây là cái vinh hạnh đối với anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thì hôm nay Sáu Lâm cũng xin báo cáo với các cấp chính quyền và anh Lê Thành Tính và đại đức Long Yến và quý ông bà cô bác mạnh thường quân và các tôn giáo bạn. Thì cây cầu này trong cái thiết kế của bản vẽ thì nó dài 25m là thân cầu. Thì Sáu Lâm bàn với cô bác mạnh thường quân đi luôn hai đường dẫn mang cá là rộng ra là 32m. Chiều ngang Sáu Lâm cho thêm 5 tấc là 4m, trọng tải 5 tấn bê tông cốt thép. Thì đây là cái quê hương Kiên Giang, là quê hương của cha sanh mẹ đẻ của Sáu Lâm. Nhưng vì cái cuộc sống gia đình, cái thứ nhất hai nữa vì trên đất nước mình trong cái thời gian gặp chiến tranh ở Campuchia, thì Sáu Lâm đi nghĩa vụ. Khi phục viên về có gia đình ở tại thành phố Long Xuyên, An Giang, cũng đầy đủ cái duyên lành, giác ngộ được cái giáo lý chân truyền của Đức Thầy Phật giáo Hòa Hảo. Từ chỗ đó Sáu Lâm trai lạc cùng anh em chính sách với nhau đã đi xây dựng cho quê hương đất nước những tỉnh còn rất nghèo, những đầy cầu kỳ rất gặp nhiều khó khăn. Thì chỗ nào cô bác khó thì đơn vị thi công Sáu Lâm sẽ đến bằng mọi giá, hợp tác chính quyền và các tôn giáo sẽ giúp. Thì hôm nay tự hào và vui mừng chính thức ngày hôm nay là đội thi công của Sáu Lâm sẽ quyết định khởi công cùng với chính quyền. Thì hứa với các cấp chính quyền, mấy anh mấy chị và các tôn giáo bạn và cô bác, thì trong thời gian rồi trước Tết Nguyên Đán thì cây cầu này, thì đây là một kỷ niệm giữa anh em chủ tịch cấp huyện, cấp xã và ban Phật giáo Hội tỉnh Kiên Giang và sư đại đức Lương Thế Yến và đội thi công để cùng nhau góp sức để mà hoàn thành cây cầu này chất lượng, mẫu mã đưa vào sử dụng sớm nhất. Thì xin cuối cùng xin thay mặt cái đơn vị thi công cầu bê tông nông thôn Phật giáo Hòa Hảo cầu chúc phúc cho mấy anh mấy chị đại diện cho chính quyền các cấp huyện Châu Thành và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa Hiệp và anh Tính Đại Đức Lâm Thiến và các tôn giáo bạn và cô bác kính mến. Khi dự lễ kính thành, khi về được nhiều sức khỏe, niệm Phật thật nhiều,
làm các việc nghĩa mang cái phước lại cho toàn thể nhân loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Đức Bồ Tát. Nam mô Ba Thế Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn ông Phạm Văn Sáu. Kính thưa các ông chí lãnh đạo, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thì tiếp theo nội dung chương trình thì ban tổ chức xin bắt đầu nghi thức lễ khởi công động thổ xây dựng cầu tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thì sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời các ông chí lãnh đạo và các đơn vị nhà tài trợ chúng ta bước ra ngoài cái nghi thức có chính vị như sau. Một là ban tổ chức xin mời ông Lâm Văn Sởn, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Hai, ông Nguyễn Văn Mau, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân huyện. Ba, ông Nguyễn Văn Nam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân huyện. Bốn, ông Nguyễn Hồng Tại, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy. Năm, bà Quỳnh Ái Lan, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tam Hiệp. Sáu, ông Lê Thành Tính, trưởng ban đại diện giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Kiên Giang. Bảy, Đại Đức Long Phiến, trụ trì chùa Lán Cát, thành phố Rạch Giá. Tám, trung tá Quỳnh Văn Thẳng, phó chỉ huy trưởng ban chiêu sự huyện. Chín, ông Lưu Hồng Cưng, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân xã. Xin mời chính đồng chí lãnh đạo cũng như các vị chúng ta ra ngoài tổ để làm nghi thức khởi công. Lễ đồng thổ khởi công xây dựng cầu. Dạ, mời quý bà con mình đứng phía sau đại biểu cho đẹp. Chúng mời các chú lãnh đạo với các nhà tài trợ con mang bao tay vô để chúng mình cùng nghi thức để khởi công. Đứng đây đứng xếp hàng ra đó luôn. Đó rồi, đứng hai đứng hai đẹp kinh liền luôn. Đứa nó vô, chị mấy đứa vô. Chị vô, bây giờ ra ngoài đứng đây giùm em nè. Hải hộ. Kính thưa quý vị lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu, chúng ta vừa chứng kiến lễ khởi công được tổ chức rất trọng thể, đánh dấu những bước hoặc quan trọng trong quá trình đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tổ 7 ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Huyệt. Trong niềm vui hân hoan, chúng ta cùng chúc cho dự án cầu giao thông nông thôn tổ 7 ấp Vĩnh Thành A thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức buổi lễ, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân dân. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn. Đúng rồi. Rồi. Quá đẹp. Đội thi công mình cũng phải chụp lấy cây cầu chứ. Rồi, đội thi công cười đi. 1, 2, 3. Nói coi. Rồi. Vỗ tay đi. Còn kìa. Đây toàn cảnh cây cầu cũ quý vị. Thì nữa xây dựng cây cầu mới là bắt cặp cây cầu đó luôn quý vị. Cây cầu đó không có đập để bà con đi qua đi lại trong thời gian mình xây dựng cầu mới đó. Rồi bà con có cái chỗ qua lại thuận tiện. Chứ mình dỡ đập cây cầu đó ra rồi chứ thằng bà con nó không có đường đi. Rồi chú Sáu nó chắc để cây cầu đó luôn. Rồi bắt cầu mới là 4 mét về ngang, chiều dài 32 mét, tải trọng 5 tấn. Rồi, đại đức nha. Rồi, lên xe đi, phải rồi. Xuống cho ủy ban nghe anh. Rồi, mời
Giờ này mọi người cũng làm lễ xong rồi ra về mới quý vị. Sư cũng về. Dạ dạ dạ. Đường này là đi ra nghi gan chỗ đường này để đi ra nghi gan chỗ cầu Tà Niên ở ngoài trên chợ Minh Lương chút đó quý vị. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Thì mong các nhà hảo tâm cùng Mạnh Thường Quân thì ủng hộ chú Sáu đóng góp để xây có đủ kinh phí để xây dựng cầu. Dạ yeah. Đứng ngay chụp bờ hình chú Sáu ơi. Rồi. Hiện tại thì bên nhà nước thì đối ứng cho chú Sáu là 280 triệu, còn thiếu 400 mấy chục triệu quý vị. Thì mong các nhà hảo tâm cùng Mạnh Thường Quân đóng góp để chú Sáu có đủ kinh phí để xây dựng sớm được hoàn thành cây cầu cho bà con đi qua đi lại thuận tiện hơn. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị thân tâm thượng lạc, đạo quả viên dung. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.